Rồi anh Bảo, anh Bảo. Anh Bảo, các bạn vỗ tay một cái thật là to. Hai cái thật là to. Ơi to quá, anh đâu có Bảo đâu. Anh Bảo, Bảo thì cũng lớn nhá. Hết rồi, sai hết rồi. Bây giờ là sẽ bảo. Chiều chơi, chiều chơi, chiều chơi. Đứt máy mà buồn. Buồn là buồn lần. Không buồn là chiều chơi, chiều chơi. Chiều chơi, thôi. Liên nghe nào trai xíu cho khó. Chiều chơi. Và đặc biệt tất cả các em thiếu nhi. Thiếu nhi ra. Thiếu nhi. Cảm ơn các em. Giờ đây thì mấy bạn đi đường với xấu. Cho hơi đội một chút. Nhưng mà chúng ta chơi vui là được rồi. Qua cha có đã sinh hoạt cho các em rồi. Và đây để chúng ta chuẩn bị vào chương trình không có nguyên nguồn. Xin ban tổ chức, xin có xe hợp đa lần trước các gia hàng xin giờ giúp để các em khỏi té khỏi vào. Xin ban tổ chức các em anh chị giáo lý viên. Xin rời các xe hợp đa ở trước gia hàng vì để các em sẽ không té. Rồi các anh chị em giáo lý viên nhớ cùng gian hàng mỗi chị mỗi anh chị một gian hàng cho các em cùng vui vui ngoan khỏe học giỏi chưa. Rồi vâng lời quý cha quý sơ quý thầy và anh chị em giáo lý viên nhớ học giáo lý và đi lễ hàng tuần đi chưa nhớ không. Giờ đây thì thầy có một cái bánh trung thu mỗi em được một cái bánh trung thu và một phiếu trò chơi hội chợ là cho có 7 gian hàng nhớ không? Các em ngồi xuống đi. Mỗi em một cái bánh trung thu và một cái phiếu chơi hội chợ thì gian hàng nào cũng tốt là chơi được 7 gian hàng đúng chưa? Có 7 gian hàng thì đó thì giờ cái thầy cũng rồi bây giờ ta nói này chúng con lần lượt in lên thiếu như thế trước đấy đó là hai hàng một hàng lý một hàng nam. Ai có thiếu thì nhận cái bánh xong rồi chúng ta đi ra mỗi ngày đi ra chúng ta có một lần nhé. Rồi chúng ta có bên xếp hàng một thiếu một bánh, hai thiếu hai bánh, ba thiếu ba bánh. Có người cầm cả một nắm thiếu cô về một ôm bánh. Ta cần tay chân nghe trong phút hai chủ đề. Ta nhớ rằng chúng ta quên mình là em một nhà. Làm thứ mai thì ngày trong tương lai. Chờ trăng lên em, chờ trăng lên. Vầng trăng sáng cho em tiếng thank you.
Ok. Hôm qua cô đi lên từ xa. À vậy à. Ở cô thì nhập tông được chúc mừng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Còn về lại Sài Gòn có dịp nào sẽ gặp lại quý Trang, quý Sơ, quý anh chị em trong Liên Biên. Và xin chân thành hết lời cảm ơn và tiếp tục cầu nguyện cho chúng con gặp nhau.